Thì báo cáo anh chị là thế này này, những cái câu hỏi mở đầu như thế để chúng tôi muốn là dẫn các anh chị đi xuyên suốt một cái chương trình mà tôi sẽ trao đổi ngay dưới đây với 6 cái chủ đề có liên quan đến doanh nghiệp. Và nếu doanh nghiệp nào muốn thiết lập một chương trình quản lý vận hành một cách bài bản, chúng ta sẽ có được 8 bước triển khai để có thể thành công. Và nội dung đó người ta gọi là setup công ty và vận hành kinh doanh bài bản. Vậy thì bây giờ ở đây các anh chị ngồi đây toàn là những doanh nghiệp đã hoạt động được vài năm rồi, có đúng không ạ? Có doanh nghiệp là có bề dày lịch sử rồi. Vậy thì setup làm cái gì nữa? Vì cái từ setup dường như chúng ta chỉ hiểu rằng dành cho những doanh nghiệp mới thôi, đúng không ạ? Vậy thì doanh nghiệp đang hoạt động rồi thì ta hiểu cái chuyện này như thế nào? Thì tôi cắt nghĩa với các anh chị một tí đã nhé. Cắt nghĩa với các anh chị một tí là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó không cố định như vậy. Nó không như kinh tế ngày xưa là thôi cứ thành lập ra một cái tổ chức, một công ty đặt ở đấy là nó cứ như vậy nó hoạt động. Mà bây giờ doanh nghiệp của chúng ta ở bên ngoài nó đối diện với vô cùng nhiều các cái áp lực và rất nhiều sự thay đổi. Thay đổi bên trong và thay đổi bên ngoài. Nó dẫn đến việc chúng ta phải làm mới sau một khoảng thời gian, cứ phải làm mới liên tục sau một khoảng thời gian. Và cái hoạt động như thế, khi chúng ta thấy rằng các hoạt động quản lý, hoạt động vận hành của doanh nghiệp của mình nó vướng ở chỗ nào, chúng ta đi chúng ta sửa cái chỗ đấy thì người ta gọi là tái cấu trúc công ty. Doanh nghiệp của mình muốn phát triển tốt được và ổn định được, nó cần 4 cái góc này. Cái này gọi là balance scorecard, đúng không? Chúng ta cần thứ nhất là tài chính. Nào thì doanh thu, lợi nhuận là phần của tài chính. Phần thứ hai là khách hàng và thị phần. Bên này là quản trị nội bộ. Và dưới này là xu hướng. Rồi học tập, năng lực, vân vân. Thì nó cần 4 cái góc như vậy, 4 cái trụ như vậy thì doanh nghiệp mới có thể vận hành được một cách trơn tru và bền vững. Vậy thì ở bất kỳ một thời điểm nào, chúng ta thấy rằng nếu nó hỏng trong quản lý tài chính, nó hỏng trong việc không đạt được các mục tiêu tài chính, thì chúng ta sửa chữa cái chỗ này. Một thời gian sau tôi lại thấy cái khâu quản trị nội bộ, ví dụ quy trình, quy chuẩn, tuyển dụng nhân viên bây giờ là không ổn. Hay là một lúc nào đó chúng ta thấy rằng là cái quá trình chúng ta bán hàng rồi là cái sự phản hồi của khách hàng nó đang mang lại cho chúng ta những thông tin rất là bất lợi. Thì chúng ta lại sửa chữa cái chỗ này. Rồi hoạt động tiếp một thời gian nữa ta thấy là nhân viên của ta không bằng nhân viên của họ. Năng lực quản trị và quản lý nội bộ của những người đứng đầu cũng không ổn. Đi học đi, đúng không ạ? Và hoặc có một thời điểm nào đó chúng ta thấy rằng cái ngành hàng kinh doanh của mình nó không còn cửa gì nữa rồi. Có những ngành hàng trước kia là gì ạ? Nó đang là lợi thế của ta và gia đình ta, ta bước vào kinh doanh cái ngành đó. Nhưng sau một khoảng thời gian bây giờ nó hết room phát triển rồi. Hoặc nó bị thay thế bởi một sản phẩm, bởi một dịch vụ, bởi một ngành hàng khác. Cái xu hướng này bây giờ nó đang diễn ra hàng ngày mà chúng ta nhìn thấy. Có những nghề bây giờ biến mất, đúng không ạ? Có những công ty trước kia làm cái việc đó rồi bây giờ không còn nữa. Tôi nói ví dụ như là ông nào trước kia có cái lò gạch mà đóng bằng đất sét, đúng không? Thì núi của ông cứ xây cái lò lên thôi là người ta khác đến người ta mua. Nhưng bây giờ cái đó người ta cấm không làm được nữa. Thì ông làm gì còn cửa gì nữa, ông buộc phải chuyển sang cái khác. Vậy cái xu hướng ở đây nó có hai cái ý. Một là xu hướng của năng lực và hai là xu hướng của ngành hàng. Vậy thì chúng ta biết rằng là câu hỏi đầu tiên tôi hỏi các anh chị là các anh chị thực sự cảm thấy yên tâm với hoạt động của doanh nghiệp của mình không? Thì xin thưa các anh chị đừng trả lời vội vì không trả lời được đâu. Các anh chị chỉ yên tâm được với hoạt động của doanh nghiệp của mình khi các anh chị vững vàng cả 4 cái trụ này. Khách hàng tốt. Nhưng khách hàng tốt chưa đủ, dịch vụ khách hàng đang tốt. Dịch vụ khách hàng đang tốt cũng chưa đủ. Khách hàng mua xong có quay lại không? Về đây phần lớn các anh chị là giám đốc và quản lý doanh nghiệp. Tôi xin thưa với các anh chị rằng là khách hàng nó trở về, nó trở lại mới quan trọng, chứ không phải khách hàng một lần. Nhưng nếu không nhận diện được chỗ này thì chúng ta sẽ quay về kinh doanh hộ cá thể hoặc quán ở vỉa hè. Chỉ xác định là quán gì ạ? Khách một lần ở rất nhiều nơi. Vì cái tâm lý một lần cho nên là gì ạ? Gặp thằng mặt lạ lạ đến một cái là chém cho bằng chết. Thì cái này là tâm lý chặt chém.
là do không ý thức được rằng khách hàng trở lại mới quan trọng. Vậy nhé, khách hàng ngon rồi, bây giờ tài chính ngon chưa? Tài chính nào này, doanh thu có đang tăng hay không? Doanh thu có đạt được mục tiêu hay không? Lợi nhuận của anh hàng năm là bao nhiêu? Vấn đề công nợ của anh là thế nào? Một loạt các câu hỏi ở chỗ này. Nếu bây giờ khách hàng ngon rồi, người ta rất là tin tưởng vào công ty của tôi, đã mua hàng ở đây chắc chắn nếu mua nữa sẽ quay trở về. Chỗ này ngon nhá. Ngon nhưng mà vì gì ạ? Nó trở về vì ông cho nó nợ nhiều quá, nó mới trở. Chứ còn nếu ông đòi tiền ngay nó không dùng. Đúng không ạ? Bảo bây giờ em không cho nó nợ thì em không bán được hàng thì em làm nào? À, bài toán đau đầu. Đau đầu nhất của giám đốc bây giờ là không cho nợ thì không bán được hàng. Mà nợ thì rất là gì ạ? Rất là nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Vì xin thưa các anh chị, lát nó sang phần tài chính tôi nói kỹ hơn. Ngân hàng cho các anh chị vay tiền, nào thì thế chấp tài sản được chưa? Nào thì hợp đồng tín dụng, nào thì lăn tay hai vợ chồng, nào thì là giấu má đủ thứ, còn chưa chắc đòi được anh chị cơ mà. Huống hồ bây giờ các anh chị kinh doanh ra bên ngoài giao hàng cho người ta, thậm chí giấy giao hàng không thèm ký. Đúng không? Hỏi ở chỗ đấy quen là anh em mà. Anh em thì anh em thật, chứ ông có biết rằng nó mang tiền nó chơi cá độ không? Hoàn toàn không biết, đúng không? Đấy. Thế rồi tiếp tục này. Quản trị nội bộ, cái này là cái gì hoàn toàn mang tính chất tự phát. Tự phát. Tại sao tôi dám khẳng định như thế? Vì xin thưa với các ông là 97% doanh nghiệp của chúng ta là SME. Và 98% trong số 97 đó của cái thằng này nè là không có nền tảng. Không có nền tảng về quản trị. Không có nền tảng về quản trị có nghĩa là ông làm cái việc thôi ạ. Chỉ tay 5 ngón thôi. Chỉ tay 5 ngón tức là chúng ta tuyển nhân viên về. Chúng ta bảo họ làm việc này, bảo họ làm việc kia. Hoàn toàn theo mệnh lệnh của chúng ta khi việc nó phát sinh. Chứ không có một hệ thống công việc để họ tự nghĩ, tự làm. Đấy là một. Thứ hai là chúng ta trông chênh giữa hai cái việc là trả lương theo thời gian hay là trả lương theo kết quả. Và phần lớn các doanh nghiệp tính chuyện trả lương là ngó xem mặt bằng thị trường nó trả thế nào. Thì ta tính cái chuyện như thế. Toàn bộ các quy trình, quy chuẩn nội bộ này là không có. Không có, cho nên đến lúc yêu cầu nhân viên thì nó tìm ở trên mạng một cái thứ gọi là tạm dùng được. Một năm ký hợp đồng với khách hàng, nhưng thậm chí mỗi khách hàng khác nhau, ký một kiểu hợp đồng khác nhau. Tại vì lúc trước con kế toán khác, lúc sau đứa khác. Vân vân. Thế rồi thì ở khu vực này về mặt xu hướng, xu hướng là anh không tạo xu hướng của công ty của anh lên. Anh không chú trọng đến đào tạo nội bộ, và bản thân anh không chú trọng đến cái việc học tập để nâng cao năng lực lên. Nó dẫn đến một cái việc là gì ạ? Đôi khi chúng ta nhầm lẫn ở một mục tiêu duy nhất là mục tiêu tài chính. Tôi nói thế này các anh chị đừng tự ái. Chứ doanh nghiệp có tiền chưa nói nên chuyện gì. Nhá. Bảo bây giờ kinh doanh thì phải có tiền, chứ không có tiền thì làm sao? Ừ thì kinh doanh có mục tiêu là kiếm tiền. Nhưng khi các anh chị có được doanh thu và lợi nhuận ở thời kỳ đầu nó chưa nói nên chuyện gì cả. Vì chúng ta biết thừa rồi, gia đình chúng ta, cá nhân chúng ta cũng như thế. Chúng ta kiếm được tiền là một chuyện, nhưng giữ tiền là chuyện thứ hai. Công ty cũng vậy. Có những thời điểm chúng ta kinh doanh rất là tốt, nhưng có những thời điểm chúng ta kinh doanh không được. Vậy lúc đó ta xử thế nào? Đúng không ạ? Vì chúng ta chỉ đơn thuần nghĩ một việc là bây giờ khó khăn quá, em cần vốn làm ăn, thế là em đi vay. Mà vay tài sản của chúng ta cắm hết rồi thì mượn đến gì ạ? Tài sản của gia đình, vân vân. Mà vay được là vay xong, vay rồi không quản trị được. Cái sợ nhất là vay về không quản trị được. Bảo tiền có cái gì mà không quản trị được, tiền giải ngân vào tài khoản của tôi thì tôi tiêu chi dùng cho hoạt động công ty có cái gì đâu. Đấy là tiêu tiền anh ơi. Chứ quản trị tiền là thế này này. Mẹ tôi vay về 1 tỷ. Tôi phải biết là 1 tỷ này tôi ném vào đâu. Và chắc chắn khi nào nó trở về. Và khi nó trở về như vậy nó mang cho tôi cái tỷ suất lợi nhuận là bằng bao nhiêu phần trăm. Và nó giải quyết được chuyện gì.
cho công ty. Còn chúng ta đôi khi gì ạ? Vay 1 tỷ về, ném 1 tỷ vào đâu? Ném 1 tỷ vào kho, ném 1 tỷ vào thằng gì ạ? Công nợ khách hàng. Đó. Có nghĩa là ông cố gắng xoay tiền để lấy hàng cho bằng được, để đầu tư tài sản cho bằng được. Nhưng sau đó đơn hàng không được ký, ví dụ cho logistics hoặc vận tải, thì có nghĩa là tiền nằm ở đâu ạ? Tiền nằm ở xe, tiền nằm ở bến bãi. Còn nếu như kinh doanh thương mại thì ông vay tiền về nhưng không quay kho tốt được thì hàng nằm ở kho này nè, thì tiền nằm trong kho, lãi thì vẫn phải trả. Còn nếu mà trong trường hợp ông bán hàng cho nó nợ nhiều quá thì tiền nằm ở gì? Chỗ khách hàng. Thế là ta thì vay tiền trả lãi, còn thằng khác thì tiêu. Thì đấy là những cái sự thật mà nó ẩn giấu đằng sau cái hợp đồng. Sự thật nó ẩn giấu đằng sau cái hợp đồng. Chúng ta ký hợp đồng. Cho nên nó có những cái doanh nghiệp các anh chị mà mới vào kinh doanh dưới 5 năm, tôi xin thưa, có những lúc chúng ta ngồi bần thần ở ngoài quán cà phê hoặc ngồi một mình để nghĩ rằng tại sao hợp đồng ký nhiều thế. Mà cứ mỗi một đơn hàng, mỗi một hợp đồng như thế tôi ký, trước khi tôi đặt bút tôi ký, tôi đều biết chắc rằng nó sẽ có lời. Nhưng rồi tôi không thấy tiền đâu. Chắc chắn rồi. Trước khi các anh chị ký hợp đồng, các anh chị phải biết rằng cái hợp đồng này ký với giá 10 thì đầu vào là bằng thế này, đầu kia là bằng thế này, dự kiến là bằng thế này. Nhưng cuối cùng không thấy tiền đâu. Hoặc thấy tiền nhưng tiền về không đúng kỳ. Nó do hai yếu tố. Một là vấn đề quản trị nội bộ của chúng ta không tốt. Vấn đề thứ hai, chúng ta không sát sao cái việc quản lý dòng tiền. Và vấn đề thứ ba, năng lực quản lý dự án và thực thi hợp đồng của chúng ta vô cùng yếu. Mà cái yếu đấy nó xuất phát từ một nguyên nhân thôi nhưng ai cũng mắc phải. Theo anh chị đó là nguyên nhân gì? Quản trị dự án, quản trị các kế hoạch, triển khai các công việc của chúng ta vô cùng yếu. Tức là nó cứ lỡ kế hoạch liên tục ấy. Bảo nhân sự, chưa phải. Phần lớn nó nằm ở một nguyên nhân tài chính rất sâu xa. Đó là không tuân thủ tài chính. Việc không tuân thủ tài chính là món A đi dùng cho mục đích B. Vốn ngắn đi đầu tư dài, vốn dài đi đầu tư ngắn, bóc vốn ra đi đầu tư trái ngành, vân vân. Thì đấy là những cái chết sâu xa mà chúng ta không bao giờ nhận ra đâu. Chúng ta cứ tưởng rằng vì nhân sự, vì cái này, vì cái kia không. Khi nào chúng ta chưa làm được một việc rằng đồng mua mắm nhất định để mua mắm, đồng mua tương nhất định để mua tương, thì việc quản trị dự án và triển khai công việc của chúng ta nó còn trễ. Thì đấy là những cái đặt vấn đề ban đầu. Để anh chị, mình có một cái chút thời gian mình lắng lại, mình ngó lại cái hoạt động của mình một tí. Và thông điệp đầu tiên tôi muốn nhắn gửi với các anh chị rằng doanh nghiệp hoạt động có doanh thu, có tài chính trong một khoảng thời gian nào đó chưa được xem là doanh nghiệp phát triển tốt. Anh mới đang đạt được một việc thôi là tăng trưởng. Còn muốn mà biết được rằng doanh nghiệp của mình nó đang hoạt động tốt hay không là cứ thử tắt điện thoại, tắt máy tính nhé. Đi du lịch nửa tháng, quay về, công ty vẫn hoạt động ngon, vẫn có quy tắc, khách hàng vẫn được giao dịch bình thường, thì đó mới ngon. Còn các bố bây giờ làm sao? Mẹ từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, tối mặt tối mũi vào. Phụ nữ thì cơm nước cho chồng con, không có thời gian để lo. Còn đàn ông tối ngày đi nhậu, phải không? Bảo bây giờ không nhậu thì không có đơn, không nhậu thì không quan hệ thì kinh doanh sao? Thằng Tây nó nhậu đếch đâu mà nó vẫn làm được. Mà sao ta cứ nhậu mà cũng trên đất này chứ, đúng không? Cũng luật pháp ấy, cũng trên đất này, nó có cần đi nhậu nhiều như ta đâu. Nhưng vì ta quản trị không được, ta đành phải dùng thứ khác để thay thế vô đó. Đó. Thì đấy là những cái đặt vấn đề thôi nhé. Đặt vấn đề với các anh chị như vậy. Để chúng ta ngó lại hoạt động của công ty mình để ý thức rằng để một công ty phát triển được nó cần 4 cái trụ. Nhắc lại, 1 là khách hàng. 2 là tài chính. 3 là quản trị nội bộ phải tốt. Và 4 là xu hướng. Khi nào doanh nghiệp 4 cái đó đều lúc nào cũng tốt thì mới là một doanh nghiệp tốt. Và cứ 2-3 năm thì chắc chắn nó lại có sự sộc sạch, nó lại có cái sự lộn xộn.
thì chúng ta cứ ngó xem cái chỗ nào nó cần phải sửa chữa sạch như vậy. Chúng ta nghiên cứu phương pháp, chúng ta sắp xếp, chúng ta cải thiện nó đi, thì hoạt động đấy người ta gọi là tái cấu trúc, anh chị. Như vậy cái thuật ngữ tái cấu trúc tôi cũng muốn các anh chị hiểu rằng nó nhỏ thôi, chứ nó không lớn lao như là ta nghĩ rằng tái cấu trúc là phải là cái việc mà cải tổ toàn bộ hoạt động công ty. Đừng làm thế, vì làm thế là đại họa đấy anh chị. Làm rồi sẽ chết. Có những ông không tái thì không chết nhé. Tái cấu trúc xong chết hết. Thì người ta tái là tái từng phần một thôi, còn năng lực doanh nghiệp của chúng ta không đủ sức để tái toàn bộ đâu. Vậy năm nay tôi thấy chuyện nhân sự không ổn, ok, thiết lập đặt mục tiêu 3 tháng, 6 tháng tới làm lại chương trình nhân sự, đào tạo lại nhân viên, được chưa? 6 tháng sau thấy nó ổn rồi, ok, bây giờ quay sang khu vực dịch vụ khách hàng thấy không ổn, sửa chỗ đó. 6 tháng kế tiếp thấy rằng cái chỗ quản lý tài chính bây giờ không ổn, sổ sách vô cùng lộn xộn, làm lại chỗ đấy. Thì cứ thỉnh thoảng làm một cái như vậy, người ta gọi là tái cấu trúc, anh chị.